Báo cáo của Hội Khuyến học Việt Nam đã điểm lại những kết quả nổi bật trong việc xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020. Thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, đến tháng 9 năm 2020, tỷ lệ gia đình học tập đạt gần 73% so với tổng số gia đình trên cả nước. Tỷ lệ dòng họ học tập đạt 67%, tỷ lệ cộng đồng học tập đạt 65%, tỷ lệ đơn vị học tập đạt gần 86%. Các tỷ lệ này đều vượt từ 2 đến 35% so với yêu cầu đề ra. Biểu dương trân trọng sự tâm huyết, trí tuệ của những mô hình học tập tiêu biểu và sự đóng góp to lớn của Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng kết quả này khẳng định rõ chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự phù hợp với lòng dân. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu của nhiều người dân, của nhiều đơn vị, địa phương, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển đời sống vật chất và xây dựng đời sống văn hóa tràn đầy nghĩa tình của người dân Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Những kết quả đáng tự hào của nền giáo dục hiện nay có sự đóng góp quan trọng của các cấp hội khuyến học, của hơn 21 triệu hội viên khuyến học trên cả nước, là sự nỗ lực của tất cả các gia đình Việt Nam. Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ bổ trợ cho giáo dục trong nhà trường mà còn có mối liên hệ với giáo dục ngoài nhà trường. Có hai điểm là các tổ chức quốc tế khuyên chúng ta và Bộ Giáo dục thì cũng đã lồng ghép vào cái chương trình thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện và căn bản theo nghị quyết của Trung ương 29. Đấy là thực học. Và vì vậy, cho nên trong nhà trường cũng như ngoài xã hội thì từng bước chúng ta phải nâng cao cái tính chất thực học. Điểm thứ hai mà người ta cho rằng cần phải điều chỉnh dần từ cái tiếp thu một chiều sang có trao đi đổi lại, phát huy năng lực cá nhân của học sinh và của giáo viên đã được đẩy mạnh. Nhưng trong các phong trào khuyến học thì các tổ chức quốc tế cho rằng giáo dục ngoài nhà trường thì điều này có điều kiện đi trước một bước so với giáo dục trong nhà trường. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động khuyến học. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm cho công tác giáo dục, đặc biệt là cho sự nghiệp khuyến học, dành thời gian, nguồn lực và dành sự tôn vinh xứng đáng cho những tập thể cá nhân điển hình trong công tác khuyến học. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao bằng khen cho 294 mô hình học tập tiêu biểu, đại diện cho hơn 16 triệu gia đình, 85 dòng họ, 89.000 cộng đồng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2016-2020. Cũng tại đại hội, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát động thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2025.